Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đề Bà Đáng Đá thứ 12. Lúc bây giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát qua hàng trời người bốn chúng ta ở trong vô lượng kia về thời qua thứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm về quấn vương qua nguyện cầu đạo vô thường Bồ Đề, lòng không thối chuyện vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên chuyên làm việc bố thí lòng không lẫn tiếc, bố thí voi ngựa bảy bao nước thành vợ con tôi tớ bạn bè cho đến đầu mắng tủy ông thân thịt tay chân chẳng tiếc thân mền thỏa đó. Nhân dân trong đời sống lâu vô lượng vua, vì mến pháp nên tôi bỏ ngôi vua, giao về kỹ nước cho thái tử đánh chống ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có về tiếng nhân đến thứ cung vua rằng ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời về tiếng nhân nói vui mừng hớn hở, liền đi theo về tiếng nhân để cung cấp việc cần dùng. Hoàng hai trái gánh nưa hoặc lượm củi nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế. Thân tâm không biết mọi thờ đó theo cung thờ, vì tiên nhân trải qua 1000 năm vì trong pháp nên chiến năng cung cầm hầu hòa cho tiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ đứng thế tôn muốn thuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ kim quá khứ vì cầu pháp đại thừa, giàu làm vị quốc vương chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rào bốn phương. Ai có pháp đại thừa nếu vì ta giải nói thân sẽ làm tôi tới giờ có tiếng cường thọ đến thưa cùng đại vương. Ta có pháp nhiệm màu trong đời in có được nếu có thể tu hành. Ta sẽ vì ông nói khi vua nghe tiếng nói xin lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiếng nhân cung cấp đồ cần dùng lướm củi và rau trái theo lời cung kính dân, lòng ham pháp đại thừa. Thân tâm không lười mỏi cấm vì các chúng sinh chuyên cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình cùng với vui ngũ dục, nên giàu làm vua lớn chuyên cầu được pháp này. Do đó được thành Phật nay vẫn vì ông nói. Phần bảo ca si kêu rằng thoại vua đó thời chính thân ta, còn tiện nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đáng Đa. Do nhờ ông thiền tri thức Đề Bà Đáng Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả 32 tượng to 80 muôn đẹp, thân sẵn vàng tía 10 mười tri lần bốn món vô sở quý, bốn món nhiếp pháp 18 món bằng công thần thông đạo lưng thành bằng chính gia rộng đổ chúng sinh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện trí thức đề bà đáng đa cả phần bao hoàng tư chúng quá vô lượng kim về sau ông đề bà đáng đa sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Ưng cung chính biến trí minh hành tùng thiền sẽ thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân chư phận thế toàn cõi nước đó tên là thiên đạo lúc thiên vương phần trụ ở đời. 20 trung kiếp rộng vì các chúng sinh mà nói pháp màu hằng hà các chúng sinh đường quả la hán vô lượng chúng sinh phạm tâm duyên giác hằng hà các chúng sinh phạm tâm vô thường đạo được vô chứng nhân đến bần bần vối chuyện sau khi đến thiên vương phần nhập niết bàn chính pháp trụ lại đời 20 trung kiếp toàn thân xa lời dựng tham bằng 7 bao cao 60 gió tuần. Cả hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp hương bột hương xoa hương đốt y phùng chuỗi ngồng tràng phan lỏng bao kỳ nhà ca tùng đề lễ lại cúng vàng tham đem bằng 7 bao đỏ vô lượng chúng sinh được quá là vô lượng chúng sinh ngộ bánh chi văn băng khả tứ nghị chúng sinh phán tâm bồ đề đến bần băng thối truyền đừng phàm báo cá tùy khe trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh diệu pháp liên hòa phẩm đề bà đàn đăng. Xin lòng trong thành kính tin chẳng xin nghi làm thời chẳng đoa địa ngục ngã quỷ chúng sinh đưa sinh ở trưa ta đức Phật trong 10 phương chỗ người đó chính ra thường được nghe kinh này. Nếu sinh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui đấng thắng diệu nếu sinh ở trưa phần thời tự hóa trang hóa sinh bây giờ hạ phương vì Bồ Tát theo hầu đức đa bửu Như Lai tên là Trí Tích Bành với đức đa bửu phần nên trở về bản quang đơn tinh ca mâu ni phần bảo trí tinh đăng thiện nam tự giờ giờ đây lá cõi đây có Bồ Tát tên văn thù chưa lời có thể cùng ra mắng nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bản đồn lung đó ngài văn thù chứ lời ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe can về Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo từ nơi cung rồng ta kiệt la trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không nên nuôi linh thứ từ trên hoa sen bướng xuống đến chỗ phần đầu mang kinh lại chẳng ai đứng phần làm lễ xong qua chỗ tri tinh cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi mộng tiếng. Ngài Trí Tinh Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư lời rằng ngài qua cung rồng hóa độ chúng sinh số đường bao nhiêu chừng giấy lá thế từ chứng viên ngài văn thù nói chưa dừng lời liền có vô số Bồ Tát ngồi hóa thiên bao từ biển vọt lên đến núi linh tửu trụ giữa hư không. Càng về Bồ Tát này đều là của ngài văn thù sư lợi hóa đồ đủ hạnh Bồ Tát đều chung luận nói sao pháp ba la mật những vị mà trước kia là thanh văn ở dưới hư không nói hành thanh văn nay đều tu hành nghĩa không của đại thừa ngài văn thù trứ lời nói với ngài trí tính rằng tôi giao hoa ở nơi biển việc có như thế lùng ấy ngài trí tính Bồ Tát nói kể khen rằng đại trí đức mạnh mẽ hóa độ vô lượng chúng nay trong hồi lớn này và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thần tướng mở bài pháp nhật thừa rộng độ các chúng sanh khiến mau thành Bồ Đề ngài văn thù trứ lời nói ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp liên hoa ngài tri tinh hỏi ngài văn thù trứ lời rằng kinh này đấng sâu vi diệu là báo trong sáng kinh trong đời đấng có vậy có chúng sinh nào siêng năng tình thân tu hành kinh này mau đưa thành Phật chăng? Ngài vẫn thu thứ lời nói có con gái của vua rồng ta kiểm lá mới 8 tuổi mà căn tính lanh lẹ có trí tuệ khéo biến cả căn tính hành nghiệp của chúng sinh được pháp tổng trì các tạng pháp kinh rất sâu của các phần nói đều có thể thụ trì sâu vào thiên đình rõ thấu các pháp trong khoảnh khắc là phán tâm Bồ Đề được bất bất thối chuyển biển tài vô ngại thương như chúng sinh như con đỏ con đứng đầy đuông lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn từ bi nhân đức chiêm nhường ý chí hòa nhã nàng ấy có thể đến Bồ Đề chỉ tin Bồ Tát nói rằng tôi thấy đừng thỉnh ca Như Lai ở trong vô lượng kiếm làm những hành khổ khó làm chưa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề chưa từng có lúc tôi dừng ta xem trong cõi tam thiên đại thiên nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hôn cái mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mình để vì lợi ích chúng sanh vậy sao mới đưa thánh đạo Bồ Đề chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng dày lãng chứng thành bẩn chính gia nói luận chưa xong lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi chưa đâu mặn lễ kính Phật rồi đứng một phía nói kê kê rằng thấu rõ thương tôi vừa cắn rơi cả 10 phương phán thân tình vi diệu độ 32 tướng dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân trời người đều kính ngưỡng lòng thần thấy cung kính tất cả loài chúng sinh không ai chẳng tôn phụng lại nghe thanh Bồ Đề chỉ Phật nên chứng biết tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sinh sinh bây giờ Ngài xa lời vẫn nói với lòng nữ rằng: người nói không bao lâu chừng được nào vô thường, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhớ quế chẳng phải là pháp, khi thế nào có thể được thành vô thượng chánh giác. Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp, cần gỗ chứa nhóm sông hành tu đủ các đồ. Vậy sao mới thành được lại thân gái? Còn có 5 điều chương. Một, chẳng được làm phàm thiên vương, ai chẳng được làm đế tinh, ba chẳng được làm mã vương, bốn chẳng được làm chuyển luân thánh vương, năm chẳng được làm phật. Thế nào thân gái được mau thành phần? Lũng đo lòng nữ có một hồn châu bao giá trị, bằng cõi tám thiên đại thiên đem dân đứng Phật vẫn liền nhận lấy lòng nữ, nói với trí tinh Bồ Tát cùng tôn giả xa lợi phân rằng: tôi Yến Châu Bảo Đức Thế Tôn Nam Thọ, việc đó có mau chăng? Đám trước màu lòng nữ nói lấy chân thân của các ông, xem tôi thành phần lại mau hơn việc đó. Đang lúc đó cả chúng hồi đều thấy lòng nữ thoáng nhiên biến thành nam tử đủ hành Bồ Tát, liền qua cõi vô sâu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chính giác, đủ 32 tướng 80 món đẹp khắp vì tất cả chúng sanh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thân văn trời rộng, bát bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy lòng nữ kia thành Phật. Khắp vì hạ nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, xin lòng vui mừng đều xa kính lạy vô lượng chúng sinh. Nghe pháp tỏ ngộ được phần băng thôi chuyển vô lượng chúng sinh, được lành lời thủ ký thành Phật. Cõi vô cấu 6 điều vang đồng, cõi ta bà 3.000 chúng sinh trụ bần bấn thôi, 3.000 chúng sinh vang lòng Bồ đề mà đưa lãnh lời thủ ký trì tình Bồ Tát. Và Ngài xa lời phân tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Kinh Diệu Pháp Biến Hoa Phẩm kỳ thứ 13. Lúc bấy giờ Ngài dưỡng vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Hà Tát cùng chung với quyến thuộc 2 muôn vị Bồ Tát, đều ở trước Phật nói lời thề rằng: cuối mong đứng Thế Tôn chớ lo, sau khi phân diệt đổ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sao chúng sinh căn lành càng yên, nhiều kẻ tăng thường mãn tham lời dưỡng cúng dường thêm lớn căn, chẳng lành xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giao hóa chúng con sẽ khởi xướng nhận lớn đọc tụng kinh này. Thù trì dài nói miên che dùng các món cúng dường cho ảnh phía thân mình. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã được hữu ký đồng bánh văn rằng Thế Tôn chúng con cùng nghi thề nguyện ở nơi cõi khá rộng nói kinh này. Lại có bất hồng và vô hồng 8.000 người đã được thuộc ý đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về phía phần nói lời thề rằng Thế Tôn chúng con cũng sẽ ở cõi cá rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước ta ba nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thương màng không đứng càng mong dẫn hờn qua bãi tâm không chân thành. Khi đó vì của Phật là đại ái đau thì khéo đi cùng chung với bậc hồng và vô hồng thì khéo đi. 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt chẳng tạm rời. Bây giờ Thế Tôn bao kiêu đàm di cớ chi có sống buồn mà nhìn Như Lai tâm ngươi toàn không cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thủ khí thanh vô thường chính đẳng chính giá thường. Kiều đàm di ta đưa tông nói tất cả thanh văn đều đã được thủ khí này. Ngươi muốn biết thủ khí đó đời tương lai sao? Ngươi sẽ ở trong pháp hội của sáu muôn 8.000 ức Đức Phật làm vì đại pháp trường. Và 6.000 vị học vô hồng tỳ khéo ni đều làm pháp sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ được thành Phật nhiều là những thế chúng sinh hỷ kiến Như Lai. Ưng cung tranh biến chỉ minh hành tụng thiền thề thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trưởng vô thiên nhân chư Phật Thế Tôn kiêu đàm di đứng nhân thuyết chúng sinh hỷ kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát. Tuần từ thủ khí đưa cao vô thường chính đàn chính giác. Bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Giá Như Đà La thì kéo đi nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hồi thủ khí điên chẳng nói đến tên tôi. Phần bảo bà Giá Du Đà La người ở đời sau trong pháp hội của 100.000 muôn ứng đức Phật tu hành Bồ Tát làm vì đại pháp chớ lần lần đầy đủ phần đạo ở trong cõi thiền quân sẽ được thành Phật. Điều là cụ túng thiên vạn quan tướng Như Lai ưng cũng tranh biên trì minh hành tung thiền thề thế gian giới vô thường chỉ điều ngự trưởng phủ thiên nhân chư Phật Thế Tôn. Phần sống lo vô lượng vô thọ kim lũng đó bà đại ái đạo tỳ kheo ni và bà Giá Du Đà La tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có liền ở trước Phật mà nói kể rằng đấng Thế Tôn đạo sớ làm án ôn trời người chúng con nghe thù ký lòng án vui đầy đủ ca vi tỳ kheo ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng chúng con cùng có thể cõi nước phương xa rộng tuyên nói kinh này bây giờ đứng thế đó nhìn 80 muôn ứng na do ta vì đại Bồ Tát can vì Bồ Tát đó đều là bần bất tôi truyền pháp vấn vấn thôi được các pháp thống trì tự liền từ cho ngồi đừng dậy đến chứ quan mong lòng chấm tay mà nghĩ rằng nếu đứng thế tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này thời chúng ta sẽ như là vòng dày rong tuyên nói pháp này. Càng về đó lại nghĩ nay đứng vẫn yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào. Lúc đó càng về Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muôn tự thỏa mãn bán nguyện bền ở trước Phật là nói lớn tiếng mà phán lời thế rằng: Thế con sau khi nhớ lại việc đồ chúng con đi dám vòng qua lại cắm 10 phương thế giới hay khiến chúng chính biên chế kính này thủ trì đồng tung giải nói nghĩa đó như nhớ chân chính đúng như pháp mà tu hành. Như thế đều là chứng quy thân của phần cuối mong đứng thế tôn ở phương kháng xa giữ gìn cho trứng tơi càng vì Bồ Tát đeo đồng tiếng mà nói kê rằng: Cuối mong phần chớ nó sau khi phần diệt đồ trong đời các kê chờ chúng con sẽ rộng nói có những người vô trí lời ảnh mắng rủa thải và dao gãy đánh đầm chúng con đều phải nhẫn tỳ kheo trong đời ăn. Trí tà lòng vua vai chưa được nói đã được lòng ngã mãn dây đầy quăng người mặc áo nạp lắng lè ở chỗ vắng cử nói tu chân đạo kinh rẽ trong nhân gian. Vì ham mưa danh lời nói vang cho bạn nghĩ được người đời cung kính như lòng không là hãm người đó mà lòng ác thường nghĩ việc thế tùng giả danh á luyện nhã ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói luận nghĩa ngoài đạo tự làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muôn pha chúng con. Đến quân vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói cho con đó là người ta kiên nói luận nghĩa ngoài đạo chúng con vì kinh phần đều nhẫn các an đó bị người đó kinh rằng các người đều là phần lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ác kiếp trường nhiều các sự sợ trên quy giữ nhập thân kia mắng rùa hủy nhục con chúng con kính tinh phần sẽ mặn giam nhẫn nhục. Vì để nói kinh này nên những ca viện khó con chẳng mến thân mệnh chỉ thiết đạo vô thường chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dặn thế tôn từ nên biết tỳ kheo án đời trượt chẳng biết phân phương tiên. Tùy cơ nghi nói pháp cho mày nói lời có người trò phạm con đều đến chỗ đó nói pháp của phần, dặn con là sư của phần, ở trong chúng không sợ con sẽ theo nội phần. Xin Phật an lòng ở con trước thế tôn mười phương Phật, đến nhóm phán lời thề như thế phần từ rõ lòng con kính diệu pháp, liên qua quyển thứ tư ôm châu đi làm thuê mướn được chúng ít cho là đúng. Nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối sau tam bao vọt lên, giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói pháp mau y cần cầu. Nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát, Nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát, Nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát. Đệ tử thù ký chứng quả Phật pháp Phật đã bữa vốn ra trước ngài, nhạo thuyết hỏi căn nguyên. Vì pháp cầu thầy hiện nghe diễn kinh nhiều liên. Nam mô quá khứ đã bữa Phật, Nam mô quá khứ đã bữa Phật, Nam mô quá khứ đã bữa Phật. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm mang là thành thứ 14. Lúc bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát banh phân rằng thế tôn các vị Bồ Tát này rằng là im con. Vì kinh thuần phẩm nên phá thời nguyện pháp hoa này, thế tôn các vị đại Bồ Tát ở đời ít sao thể nào mà có thể nói kinh này. Phật bao ngài Văn Thù Sư Lợi nếu về Bồ Tát ở đời án sao muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp một, trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát. Thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi thế nào gọi là chỗ hành xứ của đại Bồ Tát? Nếu vị đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục hòa diệu khéo thuận mà không vùng chạng lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thực của pháp hoa cùng chẳng vinh theo chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thế nào gọi là chỗ thân cận của đại Bồ Tát? Vì đại Bồ Tát chẳng gần gũi quấn vương, vương tự đại thần quan trường chẳng gần gũi ra ngoài đạo phạm chí ni kiền tứ vân vân, và chẳng gần những kẻ viết sách thế tục cá ngâm. Sánh ngoài đạo cùng với khoai lô già ra đà, phái nghịch lô già ra đà cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân. Bài ca cuộc chơi biến hiện lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà chó săn bắn chài lưới hàng người. lại chẳng gần gũi những tỳ kheo ni ưu bà thắng ưu bà di hằng người cầu quá thanh văn hoặc ở trong phòng hoặc chỗ kinh hành hoặc ở trong giảng đường chẳng cùng ở chung. Còn có lông những người đó lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói Pháp không lòng mong câu văn thù sư lời lại vì Đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ cho là tướng có thể sinh tư tưởng dùng nhiễm mà nói Pháp. Cũng chẳng ngờ thấy vào nhà người chẳng cùng với gai nhỏ gai trên gai hóa vân vân chung nói chuyện cũng lại chẳng gần năm giống người bất nam để làm thân hầu chẳng riêng mình vào nhà người. Nếu lòng có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên môn lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói phá thời chẳng ở đăng cười chẳng bày không ngừng nhận đến vì Pháp mà còn chẳng thân hậu huống lại là biển khăn. Chẳng ưa nuôi đệ tử xa duyên tuổi và can trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chung nó đồng môn thầy thường ưa ngồi thuyền ở chỗ văn tu nhiếp tâm mình văn thù chứ lợi đó gọi là chỗ thân cần ban đầu. Lại nữa vì Đại Bồ Tát quán sáng nhân kia Pháp không như thần tướng chẳng điên đảo chẳng đồng chẳng thôi chẳng chuyển như không không có thần tình thân cả lời nói vô dứt chẳng sinh. Chẳng xuân chẳng khởi không danh không tướng thần không chỗ có không lừa không ngàn không ngài không chưa chỉ do nhân duyên mà có từ điên đảo mà sinh cho nên nói thường ưa quan xa Pháp tương như thế. Nó gọi là chỗ thân cần thứ hai của vị Đại Bồ Tát đúng đo đừng thấy con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời án sau lòng không hề sợ sệt muốn nói kinh pháp này nên trổ vào hành xứ và trổ thân cận tư thường xa rời quốc vương và con của quốc vương quan đại thần quan lớn kẻ chơi bìa hung hiểm cùng bọn chiên Đà La hàng ngoài đạo phạm chi cùng chẳng ưa gần gối hạng người tăng thương mạng hàng học giả tham chấp kinh luận tiểu thừa những tỳ kheo phá giới danh tự A-la-hán và những tỳ kheo ni ưa tính chơi giỡn cười ca về ưu bà di tham mê năm món dục cầu hiện tại gì đâu đều chớ có gần gũi nếu những hạng người đó dùng tâm tôn mà nên tài chỗ của Bồ Tát để vì nghe phần nào Bồ Tát thời nên dùng lòng không chung sợ sệt chẳng có niệm mong cầu mà vì chung nói pháp nhưng gái hoa gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hầu. Cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tệ, cắt thái săn bắn và chạy lưới vì lợi mà giết hại, bán thịt để từ trong buồn bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi các cuộc chơi giận dữ hung hiểm, đâm đánh nhau và những dâm nữ thải tròn chớ có gần gũi. Chớ nên riêng chỗ phúc vì người nữ nói pháp nổi lung, vì nói pháp chẳng được chơi vẫn cười. Khi vào xóm cẩn thận phải dân một thì kêu, nếu không có thì kêu phải một lòng. Niệm Phật đây tay gọi tên là hành, chứ thân cận cứ dùng hai chữ trên đây. Có thể an lạc nói lại cũng chẳng viện, theo pháp thường trung và cùng pháp chân thực cùng chân có phân biệt là nam hay nữ, tại lại chân đưa các pháp chẳng biết cũng chẳng thấy. Đây thời gọi tên là hành sư của Bồ Tát, tất cả các môn pháp đều không chân trụ, có không có chức thượng trụ vẫn cùng không khơi duyên. Đây gọi là thân cận chỗ người trí hành nương, chớ đạo điên phân biệt các pháp có hoàng không là thực. Chẳng phải thực là sinh, chẳng phải sinh ở an nơi vắng vẻ giữa trao nhiếp tâm mình an trụ chẳng lấy đồng. Như thể đối tổ về quảng cá tâm cả pháp thầy đều không thường có, dường như quảng hư không có chúng bền chắc, chẳng sinh cũng chẳng có chẳng động cùng chẳng thôi thường trụ một tướng. Thế đó gọi là cận xương. Nếu có vị thì khéo sau khi ta diễn độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó. Thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ bị Bồ Tát, có lúc vào nơi nhà tịnh thân lòng nghĩ nhớ chân chính theo đông nghĩa quán sát từ trong thuyền định dạy vì các bần quốc vương vương tử và quán dân hàng bà la môn tại mà khai hoa diễn bài rộng nói kinh điển này. Tâm về đó an ổn không có chúng khiến sợ văn thù xưa lời này đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp. Có thể ở đời sau diện nói trên pháp hoa lại bằng thù xưa lời. Sau khi đứng Như Lai diện đồ ở trong đời mà pháp muốn nói kinh này phải trụ nơi hành an là hoặc miệng tuyên nói hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển chẳng kinh màng các pháp sư khang. Chẳng nói việc hay dở tốn sâu của người khác ở nơi hàng thánh văn, cũng chẳng kêu tên nói lỗi quay của người đó, cũng chẳng kêu tên khen người điều tổn của người đó lại, cũng chẳng xin lòng oán hiền. Vì kéo tô lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không trai y có chỗ gạn hỏi chẳng dùng pháp tiêu thừa, đam chỉ dùng pháp đại thừa mà vì tiếng chung tri. Khi ấy thế còn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ tâm tình mà chấm đăng sáng tỏa dùng hương dầu tỏa thân tâm gội căn bụi dơ. Mộng y mới rành trẻ trong ngoài đều rành thơm ngồi án nơi phạm tòa theo chỗ hỏi vì nói nếu có bị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni cán hàng ưu bà tống và hàng ưu bà di quấn vương và vương tử các quan cùng thị dân dùng pháp nghĩa màu vui vẻ vì họ nói nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biện nói dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong phân đạo trừ lòng lời biên trẻ cùng với tướng giải đại xa đời căn lưu nào tâm từ lần nói pháp ngày đêm thường tuyên nói giáo pháp vô thượng đạo dùng ca quyền nhân duyên vô lượng món thí dụ mở bài giải chúng sinh đều khiến chúng vui mừng y phục cùng đồ nằm đồ ăn uống thuốc tan mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu chỉ chuyên mòn lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp nguyện ta thành Phật đạo khiến mọi người cũng vậy đó là lời lành lớn là an vui cúng dường sau khi ta diện độ nếu có vị tỳ kheo có thể diện nói được kinh diệu pháp hoa này lòng không chúng ghen không cam nào chưa ngài cũng lại không ưu sầu và cùng mắng nhía phải lại cũng không sợ sệt không dao gậy đánh đầm cũng không thua đuổi ra vì an trù những vậy người đi kéo tu tận tâm mình được dường ấy thời hay trù an làm như ta nói ở trên công đức của người đó trong nghìn muôn ức kiếp tính kể hay thí dụ chẳng nói thế đến được lại văn thù sơ lại vị đại Bồ Tát ở đời rốn sao lùng mà pháp gần diệt mà thu trì động tụng kinh điển này chớ ôm lòng ghen ghét chua dối cùng chớ kinh mắng người không phần nào vẫn tìm chỗ hay giờ của kia nếu hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di hoan cầu thánh văn hoan cầu duyên gia hoan cầu Bồ Tát đạo đều không được làm nào đó khiến cho kia sinh lòng ni hối mà nói với người đó rằng sáng người canh đạo rấn xa tròn không thể được bậc nhất thế chúng trí vì sao vì các người là kẻ buông lung biên trở đối với đạo lại cũng chẳng nên lý luận ca pháp có chỗ dành cái phải ở nơi tất cả chúng sinh trời tướng đại bi đôi với cả đức Như Lai sinh tưởng như cha lành đôi với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thăm tựu được hạnh an lạc thứ ba đây. Thời lúc nói pháp này không ai có thể nào loạn được, bản đồng hỏng cố chung cùng đồng tụng kinh này cũng được đại chúng thường đến nghe tụ nghe rồi hay nhớ nhớ rồi hay tụng tụng rồi hay nói rồi hay chém. Hoàng bảo người chép cung vàng kinh quyển cung kính tôn trọng người khen lùng mấy giờ đừng thế to muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ghen hờn nào vua dối tà mị. Trường tu hành chấn trường chẳng nên thân miệng người cũng chẳng ấy luận pháp chẳng khiến kia nghi hối rằng người chẳng thành quần phận tự đó nói pháp tường nhu hòa hay nhẫn từ bi vai tất cả chúng sanh lòng biến trên. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo phái sinh lòng cung kính đó là đại chư ta với ca quận thế tôn tưởng là cha vô thượng quá nơi lòng kiêu mà nói pháp không chướng ngại. Pháp thứ ba nhờ thế người kia phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kinh lại văn thù sư lời ca quy đại Bồ Tát ở đời lúc sau lúc pháp gần diệt có vị nào trì kinh pháp hoa này. Ở trong hàng người tại gia xuất gia sinh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sinh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này những người như thế tới là mất lời lớn đức Như Lai phương tiện tùy đi nói pháp chẳng em. Chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin chẳng hỏi người đó dầu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này lúng ta được vô thượng chính đẳng chính giác. Người đó tùy ở chỗ nào ta dùng chứng thần thông trí tuệ dẫn dân đo kiến được trụ trong pháp này. Văn thù sư lợi vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu được pháp thứ tư này thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi thường được hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di quốc vương vương tử đại thần. Nhân dân Bà La Môn cư sĩ tại cung vàng cung kính tôn trọng người khen hàng chư thiên ở trên hư không, vì nghe pháp cũng thường theo hộ. Nếu ở trong xóm lang tầng ấm rừng cây vắng ve có người đến muốn gạn hỏi hàng chư thiên ngày đêm, thường vì pháp mà về hộ đó có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đấng quần qua quá khứ vị lai hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lợi kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi danh từ còn chẳng đường nghe là huống là đường thay thủ trì đọc tùng văn thù sư lợi thế như vua chuyển luận thánh vương. Chứng lần mạnh mẽ muốn dùng uy thế hàng phục các nước mà các vua bây giờ chuyển luân thánh vương đem các đạo bình ra đánh về vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công liền rất vui mừng. Theo công mà thượng ban hoặc ban cho ruộng nhà trong làng thành âm hoặc ban cho đồ y phục tráng niên nơi thân hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly xa cừ ma não sang ngô hộ quanh voi ngựa xe cổ tôi tới nhân dân. Chỉ viên minh châu trong buổi tông chẳng đem cho đó vì xa vì riêng trên đỉnh vua có một viên minh ở châu này nếu đem cho đó thời xa quyến thuộc của vua ác rất kinh là văn thù sư lại. Như Lai cũng như thế dùng sân thuyền định trí tuệ được cõi nướng pháp giao hóa trong ba cõi mà vương trăng cứng thuận phùng ca tương hiền thân của Như Lai cùng mà đánh nhau những người có công lòng cũng vui mừng. Ở trong hàng chúng về nói các kinh kiến tâm kia vui tính ban cho các phán thuyền định giải thoa vô lầu căn lưng và lại ban cho thành niết bàn bảo rằng được việc đô để dân dân lòng chúng làm cho đều nướng vui mừng. Mà chẳng về đó nói kinh pháp hoa này văn thù sư lại như vua chuyển luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viện Bình Châu có tin từ lâu ở trong búi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đón. Đứng Như Lai cùng lại như thế làm về pháp vương trong ba cõi đem pháp màu giao hóa cho tất cả chúng sinh thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ âm ma phiền não ma chết đánh nhau có công lao lớn. Diệt ma đồng khỏi ba cõi phá lưới ma lũng Như Lai cũng rất vui mừng kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sinh đến bần nhân thuyết trí là pháp mà tất cả thế gian nhiều oan biết có tin. Trước chưa từng nói mà nay nói đó văn thù sư lời kinh pháp hoa này là lời nói bằng nhân của Như Lai ở trong căn lời nói thời là rắn sao rốn sao mới ban cho như vua sức mạnh kia lâu gìn viên Minh Châu mà nay mới cho đón. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này là tạm bi mong của các đức Phật Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói mời ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đón. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thường tu hành nhẫn nhục thương so tất cả chúng mới có thể diện nói kinh của Phật trên nơi đời mang thế về trong. Người tu trì kinh này với tại gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát nên xin lòng từ bi nhưng người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này thời là mất lời lớn khi ta chứng Phật nào dùng các sức phương tiện. Thì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó thí như vua chuyển luân thắng sức mạnh bình tương đánh có công thưởng ban những đồ vật voi ngựa búa rễ cổ đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà. Sớm làm thành âm thay hoàng mang cho y phùng các món trân bảo đó tôi tới cùng của cái đều vui mừng ban cho nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc có vua mới mở bụi tông lấy minh châu cho đông. Đứng Như Lai cũng thế là vua trong các pháp nhân nhục sức răng lớn tàn mau trì tuệ sáng dũng lòng từ bi lớn đúng như pháp mà độ đời thay tăng cả mọi người chịu các điều khổ nào muốn cầu đường giải thoát cùng các mà đánh nhau. Phần vì chúng sinh đó nói càng món kinh pháp dùng xưng phương tiền làm nói ca kinh điển đó đã biết loài chúng sinh đưa sức mạnh kia rồi trốn sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này như vua thánh mở tông. Lấy minh châu cho đó kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh ta thường giữ gìn luôn chẳng vọng vì mở bài này chính đã phải lúng vì các ông mà nói sau khi ta diệt đồ. Người mong cầu phần đạo muôn đưa trù an ổn nhiễm nói kinh pháp này phải thường gần gũi bốn phá kênh như thế người đồng tụng kinh này thường không bị ưu não lại không có bệnh đau nhan sắc được trắng sạch. Chẳng sinh nhà bằng cùng dòng phi tiền xấu xa chúng sanh thường ưa thấy như ham mộ hiền thánh ca đồng tự cõi trời dùng làm kẻ sai thiên giao gầy chẳng đến đường. Đồng giữ chân hai đường nếu người muốn mắng nhiên miệng thời liền ngậm bím nhào đi không xa trên giường như sư tử vương tri tuệ rất sáng suốt như mặt trời chói sáng nếu ở trong chim bao. Chỉ thấy những việc con thấy ca đứng Như Lai ngồi trên tòa sư tử các hàng chúng thì kéo vây quanh nghe nói pháp lại thấy cán long thần cùng á cô la thải số như cả sông hàng đều cung kính chắp tay tự ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp. Lại thấy càng đừng vợ thân tương thuần sáng vàng phong vô lượng hào quang soi khắp đến tăng ca dùng giọng tiếng phàm âm mà diễn nói ca pháp Phật vì hàng tư chúng nói kinh pháp vô thượng thấy thân mình ở trong chắp tay khen lời Phật. Nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường Phật đưa pháp Đà La Ni chứng bần bần thôi trí Phật bia tâm người đó đã sâu vào Phật đạo liền vì thu ký cho sẽ thành tôi chính giác thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chứng được vô lượng trí đến đạo và khỏi nữa ra nghiệm tình rộng lớn không đâu bằng cũng có hàng cứ chung chăm tay nghe nói pháp lại thấy thân của mình ở trong rừng núi văn tu tâm các pháp và lành chứng thực tương các pháp cho vào trong thuyền định thấy các phần 10 phương các phận thân sắn vàng trăm phước tướng trang nghiêm niệm Phật pháp, vì người nói thường có mong tốn đó lại mong làm quốc vương. Bỏ cung điện quyên thường và ngũ dụng thường nhiều đi đến nơi đạo tràng ở dưới gông bồ đề mà ngồi tòa sư tư câu đạo qua 7 ngày đưa trí của các phân thanh đạo vô thượng rồi dạy và chuyên pháp luân. Vì bốn chung nói pháp trai nghìn muôn ngực kim nói pháp mà màu vô lâu độ vô lượng chúng sinh sao sẽ vào niệm bàn như coi đã đèn tăng. Nếu trong đời á sao nói pháp bậc nhất này, người đó được lời lớn ca công đức như trên. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm tùng địa dũng xuân thứ 15 đúng bây giờ can vi đại Bồ Tát ở cõi nước phương cá đông hơn số các của tám sông hằng ở trong đại chúng đứng dậy chân tay làm lễ mà mạnh phấn rằng thế tôn nếu bằng lòng cho chúng con lũng sau khi phần diệu độ tại cõi ta ba này thiền tinh tấn giữ gìn đóng tùng biên chế cung vàng kính điện này thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó khi đó phần bao cả chúng đại Bồ Tát thiền nam tử thôi đi chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao về cõi ta bà của ta tự có cung đại Bồ Tát số đông bằng số cá của sáu muôn sông hằng môi. Vì Bồ Tát có 6 muôn hằng hà sa quyên tuôn, những người đó có thể sau khi ta diệt tổ hộ trì đông tung rộng nói kinh này lũng quần nói lời đó cõi ta bà trong tam thiên đài thiên cõi nước đấng đều rung nức mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ưng về đại Bồ Tát đồng thời vọng ra can về Bồ Tát đó thân đều sáng vàng đủ 32 tướng tố cùng vô lượng ánh sáng. Trước đây đều ở dưới cõi ta bà này cõi đó trụ giữa hư không ca vi Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên từ dưới mà đến mọi vị Bồ Tát đều là bằng đạo thủ trong đại chúng đều đem theo 6 muôn hằng hà sa quyên thuần. Thuần là những về đêm 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn hằng hà sa quyên thuần. Thuần là những đến những về đêm 1 hằng hà sa nửa hằng hà sa 1 phần hằng hà sa. Nhận đến 1 phần trong nghìn muôn ứng na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc. Muốn là như về đêm 1000 muôn ứng na do tha quyến thuộc. Muốn là đêm muôn ức quyến thuộc. Muôn là đêm 1.000 muôn nhận đến 1 muôn. Muôn là đêm 1.000 1 tam nhẫn đến 10 quyên thua cuốn là 5, 4, 3, 2 một người đệ tử huống lại là những vị tiên môn mình ưa hành thiện ly số đông vô lượng vô biên dường hay tỉnh đến thí dụ chẳng có thể biên được các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đệm bảy bông chỗ của Đấng Đa Bửu Như Lai và Thánh Ca Mâu Ni Phật đến nơi đòi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mần lấy chân phân và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa chư thương dưới cội cây bao cũng đều làm lễ đi quanh bên mặt ba vòng trắng tay cung kính dùng ca cánh người khen của Bồ Tát mà người khen phần rồi đúng qua một tiếng ưa vui chiêm ngưỡng ai đấng Thế Tôn từ lung ca về Bồ Tát do từ dưới đấng vọt lên dùng cán cách người khen của Bồ Tát mà khen người phận thời gian đó trải qua 50 tiểu kim bây giờ đấng Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên cùng hàng tứ chúng cùng đều nín lặng 50 tiểu kiếp vì do chân thân của phần khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ chân thân của phần thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ngư cõi nước hư không trong chúng Bồ Tát đó có 4 vị đạo sư một thượng hành 2 vô biên hạnh 3 tình hạnh 4 an lâm hạnh 4 vị Bồ Tát này là bần thường thủ xướng đạo sư trong chúng đó ở trước đại chúng 4 vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng thưa Thế Tôn có được ít bình yên não an vui luôn chăng những người đang độ thủ giao dễ chẳng làm cho Đức Thế Tôn xin mỗi nhọc chăng khi đó bốn vị Bồ Tát nói kể rằng Thế Tôn được an vui yên bình cùng ít não giao hóa ca chúng sinh được không mối nhòng ứ lại các hàng chúng sinh thủ hóa có dễ chăng chẳng làm cho Thế Tôn sinh nhòng mệnh đó lung bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng đúng thế ca thiền nam tử Đấng Như Lai an vui ít bình yên não các hàng chúng sinh hoa đô được dễ không có nhọc mệnh vì sao vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhân lai trường đưa có dạy bảo mà cũng từng ở nơi các phần quá khứ cung kính tôn trọng ca coi lành các chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta nghe ta nói Pháp liền đều tiến nhận vào đưa trong quê của Như Lai trừ người trước đã tu tâm học hành hiểu thưa nhưng người như thế ta cùng khiến đường nghe kinh này vào trong tuệ của phần. Lúc ấy các vị Bồ Tát nói kể rằng hãy thay Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hạng chúng sinh tại đều hóa đô đường về hay nói các đức Phật về trí tuệ rộng sâu nghe pháp rồi tin làm chúng con đều tùy khi đó đứng Thế Tôn khen người trang bị đại Bồ Tát thường thú hay thay thiện nam tư các ông có thể đối với đứng Như Lai mà phát lòng tùy bây giờ ngài Di Lặng Bồ Tát cùng 8.000 hằng hà xa ca chung Bồ Tát đều nghĩ rằng chúng ta từ xưa nhận lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế từ dưới đất vọt lên đứng chớ được Thế Tôn chắp tay cung vàng thăm hỏi Như Lai. Lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng hà xa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải phía chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng: Vô lượng hiền muôn ân căn Bồ Tát này, chúng từ xưa chưa từng thấy nguyên đăng lượng tung nói là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm tăng lớn đại thần thông. Trí tuệ chẳng nghĩ bàn trí niệm kia bền vững có chất nhân nhũng lớn chúng sinh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc. Chỗ đông không thể lượng như chỗ hằng hà xa hoảng có đại Bồ Tát đem 6 muôn hằng xa càng đại chúng như thế một lòng cầu phân đạo những đại sư đó thay. 6 muôn hằng hà xa đều đến cúng dường Phật cung hộ trì kinh này đem 5 muôn hằng hà xa số này hơn số trên 4 muôn và 3 muôn 2 muôn đến 1 muôn. 1.100 thầy nhận đến 1 hằng xa nữa và 3-4 phần 1 phần trong ức 1.000 muôn na do ta muôn ức cán đề tự nhẫn đến đêm nửa ưng số đông lại hơn trên 100 muôn đến 1 muôn 1.000 và 150 cùng 40 nhận đến 321 viên mình không quyên thuộc ưa thính ở riêng vắng đều đi đến chỗ phần số đây càng hơn trên càng đại chúng như thế. Nếu người phá sẽ đến qua nơi kim hằng xa còn chẳng thể biết hết cha vì uy đức lớn chúng Bồ Tát tịnh tâm ai vì đó nói pháp giao hóa cho thành tựu từ ái đạo phán tâm tư dương phận pháp nào thụ trì tu kinh gì tu tâm phân đạo nào các Bồ Tát như thế thần thông chức trí lớn đất 4 phương rung nức đều từ đấng bỏ lên Thế Tôn con từ xưa chưa từng thay viễn đó xin Phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở con thường qua các nước chưa từng thấy chúng này. Con ở trong chúng đây bèn chẳng quen môn người thoa vây từ đấng lên mong nói nhân duyên đó nay trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ưng ca chúng Bồ Tát đây. Đều muốn biết việc này hàng Bồ Tát chúng kia gông ngọn nhân duyên đó Thế Tôn đừng vô lượng cuối mong quyết lòng nghi khi ấy cảm vì Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phần thân từ vô lượng nghìn muôn ưng cõi nước ở vương ca đến ngồi xem bằng trên tòa sư tử dưới ca công cây bao đời trong tám phương hàng thì gia của phần đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương cõi tam thiên đại thiên từ đấng võng lên trụ trên hư không đều bạch với phần mình rằng Thế Tôn các đại chúng vô lượng vô biên tăng kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào mà đến. Lung ngay các đấng Phật đều báo thì giá các thiện nam tử hãy chờ giây lá hiền có vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc là vì mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thù kia kế đây sẽ làm Phật đã hỏi viện đó đứng Phật sẽ đáp các ông tự đương nhân đây mà được nghe bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát hai thay a dần đa bèn có thể hỏi Phật việc lớn như thế các ông và chúng một lòng mặn giáp tình tấn phát y bền vững này Đức Như Lai muốn hiện pháp tuyên bày trí tuệ của các đấng Phật chứng thần thông tự tại của các đấng Phật chư tự mạnh nhân của các đấng Phật sức uy thế mạnh lớn của các đấng Phật. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng phải một lòng tinh tấn ta muốn nói việc này chớ nên có nghĩa hội trí Phật chẳng nghĩ bằng. Ông này gắng sức tìm chỗ nơi trong những thiền chỗ pháp xưa chưa nghe nay đều sẽ được nghe này ta an ủi ông chớ ôm lòng nghĩ sợ. Phật không lời chẳng thần trí tuệ chẳng nghĩ bàn phần đường pháp bậc nhân rất sâu khó phân biệt như thế này sẽ nói cắn ông muốn lòng nghe. Khi đứng Thế Tôn nói kệ đó bao ngài Di Lặc Bồ Tát nay ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông mà dần đã các hạng đại Bồ Tát vô lượng vô số a tăng kỳ từ dưới đấng Phật ca mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó chính ta ở cõi ta ba lũng được vô thường chính đẳng sinh gia rồi giáo hóa chi dân các Bồ Tát đó điều phục tâm kia kiến phán đạo tâm ca vì Bồ Tát đó ở phía dưới cõi ta ba cõi đó chùa giữa hư không bờ trăng ca kinh điển đồng tùng không lệ suy lâm rõ hiếu nghĩa tưởng chân chánh. A dần đa can thiện nam từ đó chẳng thân ở trong chúng nhiều nói bàn thường ưa ở chỗ vắng xuyên tu tinh tấn chưa từng thôi dơ cùng chẳng nương tựa người trời mà ở thường ham trí tuệ sâu không có chướng ngại. Cũng thường ham nơi pha của đấng và chuyên lòng tinh tấn cầu tuệ vô thường lung đó đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng. A dần đã ông nên địa sáng Bồ Tát lớn này từ vô số kiếm lại tu tâm trí tuệ phần đều là ta hóa đồ thiên pháp đại đạo tâm. Chung đó là con ta y chỉ thế giới này thường tu hành đâu đà chi thính ở chỗ văn bỏ đại chúng ồn nào chẳng ưa nói bằng nhiều ca vì đó như thế. Hồng tâm đạo pháp ta ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu phần đạo ở phương dưới ta bà trụ dừa quán hư không sức chí niệm bền vững. Trường xuyên cầu trí tuệ nói các món pháp màu tâm kia không sợ sến ta ở thành già gia ngồi dưới gông bồ đề thành bằng tôi chính gian truyền pháp luân vô thường. Rồi mời giáo hóa đó kiến đều khoan đạo tâm nay đều trụ băng thôi đều sẽ đứng thành phần nay ta nói lời thần các ông một lòng tin ta từ lâu xa lại giáo hóa các chúng đó. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sinh nghi hoàng lây làm là chưa từng có mà nghĩ rằng thế nào đừng thế tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giao vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ Cang Đại Bồ Tát đó làm cho chỗ nơi vô thường chính đang sinh gia liền bành phần rằng thế tôn đứng như lai lúc làm thái tử rời khỏi cung dòng thính ngồi nơi đạo tràng. Thánh thành già gia chẳng bao xa đưa thành vô thường chính là đẳng chính giá từ đó đến nay mới hơn 40 năm đừng thế tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên phần sự lớn. Do thế lực của Phật do công đức của Phật giáo vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế sẽ thành vô thượng chính đẳng chính và thế tôn chúng đại Bồ Tát này gia sư có người trong nghìn muôn ưng kim đếm không thể hết chăng được ngàn mé chúng đó từ lâu nhận lại ở nơi vô lượng vô biên các đấng phân trồng ca gông lanh thành tựu đạo Bồ Tát thương tu pháp hành. Thế còn nguyện như thế đời dân có tin thì như có người trắng đẹp tông đèn tuổi 25 chỉ người 100 tuổi nói đó chỉ là con của ta người 100 tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ nói là cha ta. Để nuôi ta tại vì đó có tin đừng và cũng như thế từ long thành đạo nhận đến nay kỳ thực chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát tiến về phần đạo. Nên chuyên tu tình tấn kéo nhằm xuân trụ nơi vô lượng nghìn muôn ứng tam muội được thần thông lớn tu hành thanh tịnh đã lâu kéo hay trừ thứ để tầm các Phật lành giỏi nơi vân đám là bao quý trong loài người. Tất cả thế gian rất là yên có ngày nay đứng thế tôn mời nói lúc được phần đạo băng đầu khiến kia phá tâm vào chỉ dạy dịu dắt làm cho kia hướng về vô thừa chính đẳng chính giác. Đừng thế tôn thành Phật chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này. Chúng con giàu lại tin Phật tùy cơ nghi nói pháp lời Phật nói ra chưa từng hứa vọng. Chỗ Phật biết thầy đều thông xuống như càng Bồ Tát mới phán tán sao thi Phật diệt đó. Nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận sinh nhân duyên tội nghiệp phá chính phá kinh thừa thế tôn. Mong vì chung giải nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vì lai nghe việc này rồi cũng chẳng xin nghi. Lúc đó Ngài Di Lặc muốn tuyên lai nghĩa trên mà nói kể rằng Phật xưa từ dòng thánh Phấn gia gần già gia ngồi dưới cây Bồ Đề đến nay còn chưa xa. Các hàng Phật tử này số đông không thể lường lâu đã tu Phật đạo trụ nơi sức thần thông. Theo hồng đạo Bồ Tát trang nhiệm pháp thế gian như hoa sen trong nước từ đất mà vọng ra đều xin lòng cung kính đứng nơi trưởng thế tôn việc đó có nghĩa bằng. Thế nào mà tiến được Phật được đạo đến gần chỗ thành tựu rất nhiều mong vì trừ lòng nghi như thực phân biệt nói thí như người trẻ mạnh tuổi mới 25 chỉ người trăm tuổi già tông ba và mạnh nhân. Bọn này của ta sinh con cũng nói là cha trẻ mà con già mỗi người đều chẳng tin thế tôn cùng như thế được đạo đến nay gần cha chúng Bồ Tát này. Chi vẫn không nhiễm được từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát giỏi nơi gần hỏi đáp tâm kia không sợ tên nhân nhung lòng quyết định đoan chánh có uy đức mười phương Phật khen ngợi. Khéo hai phân biệt nói chẳng cách ở trong chúng thường ưa thuyền đến vì cầu Phật đạo vãi chỗ không phương như chúng con từ Phật nghe nơi việc này không nghi. Nguyện Phật vì người sao diễn nói khiến rõ hiểu nếu người ở kinh này xin nghi lòng chẳng tin liền phải đọa đường dư. Mong nay vì giải nói vô lời